Chào quý vị, mời quý vị xem bản tin cuối ngày của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 10, bản tin gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Gia tăng ca sởi ở nhóm trẻ 9 tháng tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh hiến hơn 197.000 m2 đất mở rộng hẻm trong 2 năm. Sẽ dùng công nghệ AI giải quyết tình trạng ùn tắc ở ngã tư Hàng Xanh. Kinh hãi những quả đồi nứt toát đe dọa an toàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Chủ quán karaoke trong vụ cháy khiến 32 người chết ở Bình Dương bị phạt 8 năm tù. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt phòng khám ép bệnh nhân chuyển 17 triệu đồng trên bàn phá thai. Ghép tim xuyên Việt hồi sinh thêm một cuộc đời. Những người nào được dùng thẻ xe buýt miễn phí không giới hạn ở Hà Nội. Bình Định đề xuất thí điểm dịch vụ taxi bay. Cấm bay với thành viên phi hành đoàn có nồng độ cồn. Tăng cường kiểm tra đột xuất hành lý tổ bay trước và sau chuyến bay. Tuần lễ hoa dã quỳ sắp diễn ra tại Gia Lai. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nhập viện. Lệ Thủy, Minh Vương hội ngộ trên sân khấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc trở thành cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn. Triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu lớn nhất toàn cầu. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Ngày 30 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin một số dữ liệu đáng chú ý về tình hình dịch bệnh sởi trên địa bàn tính đến tuần 43. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho tổng cộng hơn 3.000 trường hợp sởi, trong đó 58% trường hợp đến từ các tỉnh. Đáng chú ý, trong khi số trẻ mắc bệnh sởi ở lứa tuổi từ 1 đến 10 tuổi của thành phố bắt đầu giảm nhờ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống sởi cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi, hệ thống giám sát lại ghi nhận trường hợp trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi mắc sởi đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là nhóm từ 6 tháng tuổi đến 9 tháng tuổi. Nguyên nhân do đây là nhóm tuổi nhỏ, một phần chưa đủ tuổi để tiêm sởi theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Mặt khác, kháng thể từ mẹ truyền sang có thể đã sụt giảm dưới mức bảo vệ. Điều này dẫn đến số ca sởi dưới 9 tháng tuổi chiếm tỷ lệ 24% tổng số ca mắc. Trước diễn biến đó, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế về việc tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi, gọi là mũi sởi không. Sau đó, trẻ vẫn tiếp tục được tiêm đủ 2 mũi sởi chính thức theo lịch tiêm chủng mở rộng. Trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc thực hiện phong trào vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm, trong gần 2 năm, người dân thành phố đã hiến 197.618 m2 đất, tương đương hơn 19 hectare, trị giá hơn 672 tỷ đồng để mở rộng 1.237 tuyến đường, hẻm, giúp thuận tiện đi lại. Trong đó, hơn 500 dự án được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Về quy hoạch đô thị, đối với các tuyến hẻm trong khu dân cư hiện hữu, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành quy định chi tiết, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cấp. Các khu vực chưa có quy hoạch sẽ được điều chỉnh theo tiêu chuẩn mới, đồng thời thành phố sẽ tiếp nhận ý kiến người dân nhằm gia tăng sự đồng thuận. Chủ trương vận động người dân hiến đất mở rộng đường, hẻm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai xuyên suốt từ năm 2000 đến nay với hai giai đoạn chính, từ năm 2000 đến năm 2021 và từ năm 2022 đến hiện tại. Là một trong những điểm đen kẹt xe của Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi khi lưu thông qua đây, nhất là vào giờ cao điểm. Tại khu vực này, dù có lực lượng chức năng điều tiết, thế nhưng tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra thường xuyên. Thậm chí nhiều người cho biết, một khi đã đi vào nút giao ngã tư Hàng Xanh thì rất khó tìm lối quay đầu, huống chi việc tìm hẻm để né. Sáng là đường Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, ùn. Chiều thì ngược lại là đường Xô Viết, Nghệ Tĩnh, ùn thoát không được, đi kẹt ra tới Hàng Xanh. Trong thời gian vừa qua có tình trạng là kẹt luôn cả cầu Sài Gòn. Trong thời gian vừa qua, sở cũng đã triển khai hai cái điểm ứng dụng công nghệ AI vào điều khiển đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực. Dự kiến sắp tới chúng ta sẽ triển khai tiếp ở Hàng Xanh và Đài Liệt Sĩ. Công nghệ này thì
họ điều chỉnh theo cái thời gian thực, lắp đặt camera để quan sát cái thời cái dòng chờ xe, và họ cái phần mềm AI họ chỉnh luôn cái đèn tín hiệu để cải thiện bớt cái tình hình này. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Hòa Liên, trung tâm dự án cao tốc La Sơn Hòa Liên đang dự kiến mở rộng, nhiều điểm bị sạt lở lớn do ảnh hưởng bởi bão số 6 Trà My. Theo đó, mưa lớn đã gây sạt lở bê tông ốp mái cơ ta luy dương, khiến đất đá tràn lấp rãnh dọc tại một số vị trí. Có những điểm bị xói lở tạo thành hàm ếch ở độ cao khoảng 20 mét so với mặt đường. Tại một số điểm khác, từng chân rọ đá bị đẩy, đất đá tràn lấp rãnh dọc lề đường. Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.1, ảnh hưởng của bão số 6 đã gây thiệt hại nhiều điểm trên tuyến La Sơn - Hòa Liên, trong đó nặng nhất là tại km 39 750 đến km 39 850 khi cả quả đồi bị nước xé toạc lớp bê tông phủ bề mặt, trực chờ sạt lở đe dọa xe cộ trên đường. Cùng với đó, có 15 vị trí trên tuyến bị đất đá lấp rãnh dọc, rãnh đỉnh, 250 cây ngã đổ vào tường rào bảo vệ. Ngoài ra, mưa lớn còn khiến hàng loạt biển báo bị ngã đổ, đang được lực lượng thi công gia cố lắp đặt trở lại. Nhiều tài xế vì điều kiện phải đi qua đoạn đường này hoặc chưa biết có sạt lở đều phải thót tim khi chứng kiến các đoạn sạt lở trên núi. Ngay sau khi xảy ra hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 6, lực lượng chức năng đã lập tức triển khai nhân lực, máy móc để dọn đất đá, nhanh chóng khắc phục hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, các đơn vị cũng đặt biển cảnh báo, cắt cử người điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên tuyến đảm bảo an toàn. Ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú, khiến 32 người tử vong vào tháng 9 năm 2022. Bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke bị phạt 8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Các bị cáo Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng cùng là cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình, bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù. Riêng Nguyễn Văn Võ, cựu đại úy, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bị tuyên phạt 4 năm tù về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Mức phạt này đều cao hơn mức viện kiểm sát đề ra, tòa cũng buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi các con của bị hại cho đến 18 tuổi. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận vi phạm, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng không nhận tội, cho rằng bị oan. Tuy nhiên, qua lời khai của các bị cáo cũng như người có quyền và nghĩa vụ liên quan cho thấy có đủ căn cứ xác định bị cáo Hồng có những hành vi dẫn đến việc quán karaoke được đi vào hoạt động trong khi hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa đặt yêu cầu, khiến xảy ra vụ việc thương tâm. Ngày 30 tháng 10, Sở Y tế TP.HCM thông tin vừa thanh tra đột xuất phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Y học Sài Gòn tại địa chỉ số 153-155 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP.HCM. Thanh tra Sở Y tế cho biết sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với phòng khám này do có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Số tiền phạt ước tính hơn 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 4 tháng, đồng thời tước chứng chỉ hành nghề của bác sĩ BTTH trong 3 tháng và xử phạt hành chính do không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định cũng như chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vụ lợi. Chiều ngày 30 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13, mang lại sự sống cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Bệnh nhân là anh NDT, sinh năm 1985 ở Đà Nẵng, từng 3 lần chờ trái tim hiến tặng để ghép. 4 năm qua, từ khi bị giãn cơ tim, sức lao động của anh T giảm dần. Là một người làm kinh doanh vận tải, nhưng anh phải nghỉ việc, gắn bó với bệnh viện vì suy tim giai đoạn cuối. Từ mùng 1 tháng 5, nhưng lại đến giờ là em bị tái phát lại, không đi làm, không đi nội. Nên là em phải vào nhập viện và được các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế điều trị cho em. Nay em là có tiến triển rất là tốt, khỏe hơn nhiều. Sau 4 ngày ghép tim, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống, vận động tại giường. Các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường, trong đó chức năng gan, thận hồi phục một cách ngoạn mục. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ bỏ thời hạn thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, xe buýt đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi.
Sau 5 năm triển khai, trung tâm này đã cấp hơn 607.000 thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Do đó, để tạo thuận lợi cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí và tiết kiệm chi phí phát hành thẻ, các sở ngành liên quan đã điều chỉnh thời hạn thẻ miễn phí thành không thời hạn. Thẻ miễn phí có thời hạn đã phát hành trước đó vẫn có giá trị sử dụng và không phải đổi thẻ khi hết hạn. Đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ miễn phí có giá trị sử dụng trong năm, thẻ có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về xây dựng đề án thí điểm taxi bay hoạt động trên địa bàn. Taxi bay là máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, chạy bằng điện, chở được 4 đến 5 người. Hiện nay loại hình vận tải này chưa có ở Việt Nam. Trên thế giới có một số quốc gia đã nghiên cứu, thử nghiệm như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Anh, Singapore và Hàn Quốc. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, đây là phương tiện vận chuyển lý tưởng để khách du lịch có thể quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đánh giá đây là phương thức vận tải bằng phương tiện xanh, mới lạ, độc đáo, hiện đại, có tính đột phá, giúp di chuyển dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố dự thảo lần 2 thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. Trong số đó, đáng chú ý là nội dung thành viên tổ bay không được thực hiện nhiệm vụ nếu có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Theo đó, người khai thác tàu bay phải đảm bảo toàn bộ nhân viên tổ bay không có nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở khi thực hiện nhiệm vụ bay trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp nếu phát hiện vi phạm liên quan nồng độ cồn, người khai thác tàu bay cần báo cáo Cục Hàng không Việt Nam các vi phạm trong vòng 24 giờ. Thành viên tổ bay không được thực hiện nhiệm vụ bay khi có dấu hiệu sử dụng hoặc chịu ảnh hưởng bởi các chất kích thích thần kinh, làm giảm tỉnh táo, giảm khả năng thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an toàn chuyến bay. Ngoài ra, thành viên tổ bay được quyền từ chối thực hiện nhiệm vụ cùng với người vi phạm các quy định này và báo cáo lại người khai thác tàu bay khi phát hiện vi phạm. Bên cạnh đó, thành viên tổ bay phải chịu sự kiểm tra các chất kích thích thần kinh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Nếu không tuân thủ, các thành viên sẽ bị cấm thực hiện các nhiệm vụ bay đi và đến Việt Nam. Đối với các hãng hàng không, các đơn vị này phải xây dựng chính sách, quy trình kiểm tra việc sử dụng chất kích thích của phi hành đoàn, báo cáo cho cơ quan quản lý nếu xảy ra vi phạm. Đáng chú ý, thông tư mới cũng áp dụng đối với các hãng hàng không nước ngoài khai thác chuyến bay tại Việt Nam nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm qua đường hàng không liên quan đến nhân viên hàng không. Cụ thể, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay. Đối với các doanh nghiệp có nhân viên hàng không, Cục Hàng không yêu cầu quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và người phụ trách thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Bên cạnh đó, chủ động tăng cường công tác kiểm tra an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không. Khi có vụ việc xảy ra, các đơn vị phải chủ động bình giảng vụ việc, đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống làm bài học để cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Các đơn vị xử lý nghiêm hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Ngoài ra, cơ quan này cũng yêu cầu các cảng hàng không, sân bay chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh, tăng cường kiểm tra kiểm soát người và đồ vật mang vào, mang ra khu vực hạn chế theo quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích và vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký. Tuần lễ Hoa Giả Quỳ sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 11 tại khu vực Nhà Rông làng Iagri, xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Bạc, tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện thường niên của tỉnh Gia Lai vào mùa Hoa Giả Quỳ tại khu vực núi lửa Chư Đăng Gia. Trong tuần lễ sẽ có các hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn như trình diễn cồng chiêng, múa dân gian, phục dựng nghi lễ mừng lúa mới của người Gia Rai, trình diễn trang phục dân tộc, hội thi đan lát, thổ cẩm. So với những năm trước, tuần lễ Hoa Giả Quỳ, núi lửa Chư Đăng Gia năm 2024 được tổ chức công phu, hoành tráng hơn với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn. Bên cạnh những sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa và con người Tây Nguyên, tuần lễ còn có hoạt động thể thao chạy bộ chinh phục núi lửa Chư Đăng Gia, giải Half Marathon 2024 và thả khinh khí cầu. Chiều 29 tháng 10, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nhập viện tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh vì khó thở, nhịp tim không ổn định.
Trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết hiện tình trạng của bà đã ổn, bác sĩ cho về nhà để lo một số việc gia đình. Sáng 31 tháng 10, bà sẽ trở lại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nói hiện thấy không có vấn đề gì, mong mọi người đừng quá lo lắng. Theo dự kiến, chương trình soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nghệ sĩ sẽ diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 4 tháng 11. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương danh tiếng như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên. Nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, đồng đạo diễn của chương trình cho biết, đêm diễn sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi, tóm tắt cuộc đời của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu từ thời trẻ đến khi được nhà nước phong tặng danh hiệu, chứ không chỉ đơn thuần là giới thiệu những bài ca của ông. Chương trình sẽ mang đến những tư liệu thú vị về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu mà trước nay khán giả có thể chưa biết hoặc biết nhưng chưa đầy đủ, thông tin còn rời rạc. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ đảm nhận vai trò khá nặng trong hai giai đoạn gắn liền với sự nghiệp sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Bà sẽ xuất hiện trong phần sự ra đời của bài Tân Cổ Giao Duyên, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự phát triển của nghệ thuật cải lương. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương sẽ ca một bài trước đây ông chưa từng ca để kết cả chương trình. Chuông vàng vọng cổ Thanh Toàn sẽ vào vai nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Chiều ngày 30 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước đó, từ đầu năm 2022, nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly giữ vị trí quyền Cục trưởng của Cục này. Hiện nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc cũng làm Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Anh giữ chức vụ này từ tháng 1 năm 2021, sau khoảng 5 năm làm Phó Giám đốc. Nghệ sĩ Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Nam nghệ sĩ hoạt động hăng hái ở các lĩnh vực sân khấu, truyền hình. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn được biết đến là một MC duyên dáng và hài hước. Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và các đối tác quốc tế đã triệt phá thành công mạng lưới tội phạm sử dụng phần mềm đánh cắp mật khẩu khét tiếng với quy mô toàn cầu. Đây là mạng lưới đứng sau hai phần mềm đánh cắp mật khẩu và thông tin cá nhân Redline và Meta. Hai công cụ này rất phổ biến với giới tội phạm, đã đánh cắp thông tin của hàng triệu nạn nhân trên toàn thế giới. Redline và Meta thường được trao bán trên các diễn đàn ngầm với mức giá rẻ. Đáng chú ý, các công cụ áp dụng các kỹ thuật tinh vi để né tránh phần mềm diệt virus, từ đó đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, hack thông tin thẻ tín dụng, ví tiền điện tử từ thiết bị của nạn nhân. Trong chiến dịch triệt phá, cơ quan chức năng đã giành được quyền truy cập vào toàn bộ máy chủ của Redline và Meta. Từ đây, họ tiến hành thu thập thông tin về mã nguồn, máy chủ cấp phép, danh sách người dùng của hai phần mềm độc hại này. Chiến dịch trên được xem như lời cảnh báo mạnh mẽ đến các đối tượng tội phạm mạng, là nỗ lực toàn cầu trong việc xây dựng môi trường không gian mạng trong sạch, an toàn. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.